Tính đến hết ngày 27 tháng 10, các tỉnh Nam Trung Bộ đã sẵn sàng công tác ứng phó với bão số 9. Tại cảng Thọ Quang thuộc quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, tàu thuyền đã được neo trú an toàn. Ngư dân triển khai néo dây, tụ lưới lên các thuyền bè hở để giảm thiểu thiệt hại, đồng thời cho neo đậu tàu thuyền sát nhau theo thứ tự để tránh va chạm do gió giật mạnh gây ra. Một số tàu thuyền đánh bắt gần bờ cũng được di chuyển vào đất liền ngay trong ngày. Và nhằm đảm bảo an toàn, các tàu thuyền bị cấm ra khơi. Tại Bình Định, từ ngày 26 tháng 10, tàu thuyền cấm xuất bến. Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn đã vận động các tàu di chuyển đến vùng biển an toàn, chỉ giữ lại tránh bão trong khu vực vịnh Quy Nhơn khoảng 30 tàu và tuyệt đối không để tàu nào neo tại vị trí phao số 0 của vùng biển Quy Nhơn. Tại Quảng Ngãi, hàng trăm người dân thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn mang bao cát, lưới thép để dựng lên bức tường thành nhằm bảo vệ bờ biển trước khi bão số 9 đổ bộ. Theo người dân, nhiều năm qua, đoạn bờ biển kéo dài gần 2 cây số thuộc thôn Phước Thiện liên tục bị sóng biển công phá, gây xói lở nặng nề. Cả trăm nhà dân nằm trên trì sóng, chỉ còn cách mép nước chừng 4-50 mét. Lực lượng chức năng của huyện Bình Sơn cũng đã di dời người dân ở xã Bình Đông lên nhà máy thép Hòa Phát để tránh bão. Nhà máy này sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ nơi ăn ở cho người dân trong thời gian trú bão. Cũng trong ngày, tại phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam, Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An đã tổ chức lực lượng phối hợp cùng các địa phương và người dân triển khai chằng chống nhà ở thuộc diện di tích trong khu phố cổ. Ban quản lý chợ Hội An cũng đã thuê gần chục lao động vận chuyển cả trăm bao cát để chèn lại các mái tôn. Được dự báo là cơn bão cực kỳ nguy hiểm với cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 4, gần với cấp thảm họa, bão số 9 đang di chuyển về phía các tỉnh Nam Trung Bộ. Dự báo đến 16 giờ ngày 28 tháng 10, vị trí tâm bão ở 15,1 độ Vĩ Bắc, 107,7 độ Kinh Đông trên đất liền các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định, Bắc Tây Nguyên. Vì vậy, các tỉnh thành cần nâng cao cảnh giác trong công tác phòng tránh bão, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn.